Kính thưa quý khán giả, nhìn chung người tuổi Tuất là người chu đáo và tốt bụng. Những người sinh năm Tuất sẽ đưa ra một lời khuyên và sẽ có mặt vì người khác. Nhưng đôi khi họ can dự sâu vào những vấn đề và tò mò thái quá. Giống như đối với mọi người, đây cũng là một khuyết điểm. Người sinh năm Tuất muốn sống một cuộc sống đầy đủ nhất. Tuy nhiên, họ cân nhắc những gì phía trước và muốn tránh bất kỳ sự hối tiếc nào. Họ là người già dặn và có thể nhìn nhận vấn đề khá là nghiêm trọng. Vậy người tuổi Tuất sinh vào giờ nào sẽ tốt? Số phận tuổi Tuất vào mỗi giờ sinh sẽ ra sao? Thì mời các bạn cùng đón xem trong video này. Người tuổi Tuất nếu sinh vào giờ Tý, tức là từ 23 giờ đến 1 giờ sáng, thì theo luận đoán tử vi, vì Tuất thổ khắc chế Tý thủy nên người tuổi Tuất sinh vào giờ Tý sẽ có số không hợp thời, cuộc sống nhiều thăng trầm trắc trở, ra ngồi thì không được quý nhân phù trợ nên lập nghiệp rất là khó khăn, mưu sự lại khó thành. Đa phần những người sinh vào giờ này đều có số mệnh trôi nổi, phiêu bạc nay đây mai đó. Nhưng nếu biết nắm bắt xu hướng phát triển của xã hội và nhạy bén với những cái hoàn cảnh xung quanh để mà có những hành động sáng suốt thì cũng sẽ có được những thành công nhất định. Còn sinh vào giờ Sửu là từ 1 giờ cho đến 3 giờ thì Sửu mệnh thổ ngang với Tuất mệnh thổ. Cuộc đời của người tuổi Tuất sinh vào giờ Sửu cũng có nhiều trắc trở và phiền muộn. Họ rất là khó tránh việc phá tài nhẹ. Tuy nhiên thì người này sẽ có quý nhân là những người khác giới, họ sẽ trợ giúp nên đều được tai qua nạn khỏi và có một cuộc sống khá là yên ổn. Còn sinh vào giờ Dần, tức là từ 3 giờ cho đến 5 giờ sáng, thì Dần mệnh mộc khắc chế Tuất mệnh thổ, người tuổi Tuất sinh vào giờ này, cuộc đời thường gặp trắc trở trong cuộc sống. Bạn cần phải chú ý nhiều hơn đến những cái mối quan hệ xã giao ở bên ngoài. Đừng vì đặt niềm tin sai chỗ mà làm tiêu tán đi sự nghiệp, tài sản của bản thân mình. Và vì tin tưởng và nghe lời người khác một cách mù quáng nên trong đời sẽ vướng vào những chuyện rắc rối hoặc là tranh chấp thị phi. Nhẹ thì tổn hao tiền của, nặng thì thân bại tranh liệt. Còn sinh vào giờ Mão, tức là từ 5 giờ cho đến 7 giờ, thì do Mão mộc khắc chế Tức thổ nên người này dễ mắc bệnh tật nên hao tài tổn của, sự nghiệp cũng không có thành công nổi trội. Nhưng tuy nhiên, được sao nghiệt đức chiếu mệnh nên sẽ ít khi gặp tai nạn và về cơ bản vẫn có cuộc sống khá là yên bình. Còn sinh vào giờ Thìn thì người này thông minh, giỏi giang, có ý chí kiên cường, không hề nà trước những cái khó khăn. Còn sinh vào giờ Thìn từ 7 giờ cho đến 9 giờ sáng thì người tuổi Tuất sinh vào giờ Thìn tính tình nóng vội nhưng thẳng thắn chính trực. Cuộc đời cũng có nhiều những khó khăn trắc trở, cộng thêm sao nghiệp không chiếu mệnh, nên họ có số hao tài và tổn của, tiền vận thì khó khăn. Trung vận thì có chuyển biến tích cực, tài trắng lập nghiệp nhưng hậu vận lại dễ phá tài, họ nên có những hành xử hết sức cẩn trọng. Sinh vào giờ Tỵ thì cuộc đời của người tuổi Tuất sinh vào giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ sáng thì họ có những vui buồn song hành, tỷ số gặp đại nạn nhưng nhờ sao long đức hộ mệnh nên tai qua nạn khỏi, tài sản không bị phát tán nhiều. Ngoài ra, người này có cuộc sống gia đình hòa thuận, ra ngoài được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp cũng phát triển một cách thuận lợi. Còn sinh vào giờ Ngọ thì giờ Ngọ tức là từ 11 giờ đến 13 giờ trưa thì do Ngọ họ sinh Tức thổ nên người tuổi Tức sinh vào giờ Ngọ có chức có quyền, y danh lừng lẫy bốn phương. Người này tính tình chính trực, thông minh, nhanh nhẹn, có dũng khí vượt qua được mọi hiểm nguy, có ý chí kiên định, ở nhà được gia đình hậu thuẫn, còn ra ngoài thì sẽ có được nhiều vị nhân giúp đỡ nên công việc dễ đạt được thành công và tương đối bền vững. Nhưng tuy nhiên thì người này sẽ có sao Bạch Hổ chủ về hao tán tiền bạc chiếu mệnh nên làm việc gì liên quan đến tài chính đều phải hết sức thận trọng. Còn sinh vào giờ Mùi
thì đa phần những người tuổi Tức sinh vào giờ Mùi, tức là từ 13 giờ cho đến 15 giờ, thì đều có số mệnh cô đơn. Trong đời thì không gặp đại nạn do có phúc tinh chiếu mệnh, nhưng cũng có nhiều những cái khó khăn trắc trở. Người này dễ vướng vào họ khẩu thiệt thị phi, lại thiếu sự trợ giúp của gia đình và vị nhân nên sự nghiệp tương đối khó thành. Còn sinh vào giờ Thân thì cuộc sống của người tuổi Tức sinh vào giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thì khá là hạnh phúc thành đạt, vạn sự thì như ý, nhưng lại phải sống ly hương, lập nghiệp ở nơi đất khách quê người. Người tuổi Tức mệnh Thổ sinh Thân mệnh Kim, người này tuy phải sống xa quê nhưng tranh lợi thì lại được song toàn. Còn sinh vào giờ Dậu thì giờ Dậu tức là từ 17 giờ cho đến 19 giờ đêm, thì người tuổi Tức sinh vào giờ này sẽ có được sự hậu thuẫn vững chắc từ gia đình, từ tổ tiên và được những vị nhân phù trợ nên sự nghiệp phát triển tương đối thuận lợi, đạt được những thành tích đáng nể. Cuộc sống giàu sang phú quý nhưng sức khỏe yếu, dễ mắc bệnh tật, cần phải tăng cường rèn luyện và chăm sóc sức khỏe nhiều hơn nữa. Còn sinh vào giờ Tức thì người tuổi Tức sinh giờ bản mệnh, giờ Tức là từ 19 giờ cho đến 21 giờ, thì họ là những người thông minh, linh hoạt, có tư tưởng tiến bộ, tài năng xuất chúng, nên có một cuộc sống khá là yên ổn, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công nhất định trong sự nghiệp. Tuy nhiên thì vì bản mệnh phạm thái tuế nên hay phải lo nghĩ nhiều, tinh thần thì tương đối bất ổn. Sinh vào giờ Hợi thì số phận của người tuổi Tức sinh vào giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thì họ phải sống xa quê hương, một mình buôn ba khắp nơi để cầu danh lợi, nhưng được sao Thái Dương chiếu mệnh nên đến trung vận thì sự nghiệp sẽ bắt đầu có những khởi sắc, hậu vận được an nhàn và tương đối hạnh phúc. Quý vị vừa theo dõi video của người tuổi Mùi, thì nếu cảm thấy video có hữu ích thì hãy cho kênh xin một like và một lượt đăng ký kênh. Kính chúc quý anh chị một năm an khang, thịnh vượng.